Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, nay là 28 tháng 4 năm 2022. Vì tôi với các vị coi như là mình đã từ giả cái gọi là mùa xuân của đất trời, của năm nhâm dần, vì quan niệm rằng là tháng giêng, tháng hai, tháng ba là mùa xuân, một năm có bốn mùa. Như vậy coi như chúng ta đã từ giả một mùa trong bốn mùa, vì hôm nay là ngày 28 âm, cũng là 28 dương rồi. À, tiếp tục huynh đệ, mình không nói về dòng chi, giờ mình vô tiếp tục học về cái khóa luật. Khóa luật mà bữa nay mình học tới cái bài mới. Mới có nghĩa là nói về cái tướng thứ ba. Cái tướng thứ ba của khóa luật đó là cái tướng bệnh, sanh già bệnh chết của con người đó mà. Đâu ai tránh khỏi. À, bốn cái bài này á, sanh già bệnh chết này, tôi nghĩ rằng quý vị học có lợi lắm, chứ không phải là dư đâu. Mình ngân nga, mình có một ngày nào đó cái tuổi mình nó cao tuổi một chút rồi đó, các vị ngân nga, các vị thấm thía lắm. Sở dĩ bây giờ tôi nói là quý vị chưa thấm thía ngay bây giờ đó là tại vì quý vị còn nhiều cái để gọi là hy vọng, thấy là tương lai mình nó còn nhiều cái điều sáng lạng. Cứ tới một ngày nào đó quý vị thấy nó thấm thía lắm, không biết từng lời từng chữ của Đức Phật dạy, của Tổ dạy. Tôi bây giờ chưa thấm thía là như tôi đã nói, là tại vì mình đang còn còn nghĩ hy vọng, trông chờ và chưa có thấy nhàm chán bỏ gì tương lai được hết trơn á, còn trông chờ hy vọng nhiều lắm. Cái bài kỳ rồi thôi đó, nói về cái tướng già thôi đó, thì theo tôi nghĩ nó cũng cũng thấm mà. Con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yếu người trời chớ vọng cầu. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan lang thở nọ còn xanh tóc, lã vọng ngày nay đã bạc đầu. Cuồng cuộn việc đời thôi chẳng đối, dần ô gác núi nước trôi xuôi. Đây là cái bài nói về cái tướng tướng già thôi đó. Tướng già thôi mà cũng thấy ngao ngán rồi. Con người kiếp sống con người mình nó tạo phù âu là bọt nước rồi mà. Thọ yếu của chúng ta, sống thọ hay chết yếu, chớ có trông chờ hy vọng gì đâu. Như mấy nay là huynh đệ hay mấy ông Phật tử ngồi bàn tôi chuyện này chuyện kia, tôi hay thường nhắc nhở nhau nghe. Là cái người nó có mạng, nó có số, nó có căn, nó có nghiệp, vân vân, nó nhiều thứ. Vậy mà có người một khi mà muốn sống không phải dễ sống, mà có người muốn chết không phải dễ chết, phải đủ những cái thứ đó. Cho nên thời yếu người trời chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp đến.
Cái bông gải nương dâu này rồi rồi sau này ta học có cái bài mà dâng hương cúng Phật buổi chiều tối á, thì vua Trần Nhân Tông có nhắc đoạn nữa đó là cảnh dục nương dâu tối, non tây ô lặng rồi, ngày giờ không dừng nghỉ, già bệnh dễ kề người, chết đến nay hay biết, ngày đi khó kẻ ngăn người đời, nên để mắt không tán chớ quan tâm. Thưa đại chúng, các vị nhớ là hằng ngọ có những cái kinh Phật đó, tôi nhớ vậy đó nha. Mà nói thiệt, để không phải là tôi than giảng, chứ giờ có những cái tôi không nhớ. Mà những cái kinh mà nó vô đầu tôi rồi tôi nhớ ngon lành vậy đó. Lâu lâu đó cũng thỉnh thoảng nó hay quên quên, nhưng mà dù những cái nội dung là không không quên. Chỉ quên là nó ví dụ lộn chữ, mất chữ kia thôi. Nhưng bây giờ các Phật tử biết, nhiều khi tôi tức lắm. Tôi gieo có mấy cái loại hạt, ví dụ như hạt bầu nè, hạt bí nè, hạt bí đao nè, hạt bầu nè, hạt mướp nè, hạt dưa gang nè, hạt ớt nè. Tôi gieo từng 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 lọ lọ nè, từng cái lưới nhỏ này, để khúm khúm vậy đó. Mà khi mình gieo mình nói rồi nghe, bây giờ cái khu vực này là bí đao, khu vực này là mướp, khu vực này là hạt ớt, khu vực này là hạt dưa gang, nói rồi đó, nói trong đầu rồi, sắp rồi đó, nhưng mà rồi gieo rồi để hồi vô gần như chung, nhưng mà thật sự nó cũng có ngăn cách riêng. Mà hỏi lại trời ơi, bây giờ ngồi cái khu vực nào là khu vực hạt dưa leo, khu vực nào là khu vực hạt bí đao, khu vực nào là khu vực hạt dưa gan, khu vực nào là khu vực bầu, không nhớ. Nó không nhớ, tức vậy đó, nó không nhớ. Còn kinh sách nó cũng may mắn, cho nên tôi không giấu các Phật tử là tôi có những cái may mắn của riêng tôi. May mắn này là may mắn tôi mừng lắm. May mắn này có thể là hành trang của tôi để tiếp tục tôi viễn trình trong cái cuộc tử sanh này, với cái vai trò trách nhiệm của mình là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Tôi đi mãi cùng quý vị, đi mãi muôn đời, chứ tôi không có bỏ các vị đâu. Nếu các vị cùng ý chí với tôi, mà ý chí gì, dĩ nhiên cái cuộc đời trần tục này huynh đệ mình vẫn có những cái tham vọng vậy. Nhưng mà mình tham thì mình biết mình tham chỗ nào, để mình biết lúc nào mình tham, lúc nào mình dừng. Đó rồi cái ý chí của mình là hướng tới giải thoát giác ngộ. Mình cũng phải hướng chứ, hướng tới con đường đó chứ. Đó là mục tiêu chính của Phật môn, dạy cho tín đồ, tăng ni cũng như Phật tử mà. Mục tiêu chính của đạo Phật mà. Mà mình không 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 nương cái mục tiêu chính đó, làm sao mình tu? Ngoài cái chuyện giải thoát giác ngộ ra, đạo Phật không có làm được gì khác. Ngoài dẫn dắt chúng sanh trên cuộc đời này, bao nhiêu tỷ con người ta đó, mình nói đạo Phật có tới tới đó để truyền hóa được á. Tới đó mà để truyền pháp thì cũng có một mục đích đó thôi. Cũng muốn cái chúng sanh được an lành, được giải thoát, được giác ngộ thôi. Vậy mà tôi phàm phục, phàm tục rồi. Có những lúc coi thầy ông thầy Thiện Tài này là một người rất là bình thường, thậm chí có khi còn tệ lậu, nói năng nhiều khi tệ lậu hơn những người nho nhã khác. Ta nho nhã ta không cạo đầu thôi, mà ta ăn mặc đẹp, ta chải chuốt thôi, ta ăn nói còn dễ thương hơn thầy Tài này nhiều. Đừng nói chi mấy ông thầy tu lúc nào cũng cầm chổi mò mò ăn nói trang nghiêm hơn thầy Tài được nhiều. Thầy Tài ông tu gì tu cà chớn, tu gì mà ăn nói sổ sàng, nói không biết thế nào thế kia thế nào, đúng là tu thì thật sự không có nghi lễ. Phật tử ở xa cũng như ở gần, nếu có chuyện là mới có qua gặp tôi thì cũng như vậy thôi. Tới giờ ăn thầy trò xách chén cùng ăn, cái giờ tu thầy trò gõ chuông gõ mõ cùng tu.
kiêu kỳ hay kênh kiệu hay là cống cao ngạo mạn thì tôi không có thời gian để làm việc đó. Dĩ nhiên trong cái tâm ý của tôi thì khi tôi giảng đạo hay tôi nói chuyện thì đúng là tôi cũng có cống cao ngã mạn. Nhưng mà cái đó là trong những cái phút trà dư tửu hậu vậy thôi. Chứ còn mà gặp tôi mà biểu tôi là cống cao ngã mạn chứ không có. Tất cả mọi việc rồi nó cũng trôi qua, cống cao ngã mạn được cái gì? Bóng ngã nên dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu, mà than phan lan thở nọ còn xanh tóc, lá vọng ngày nay đã bạc đầu. Ngày nào còn xanh tóc mà vậy mà bây giờ đã bạc đầu. Nhớ lá vọng là Khương Tử Nha đó nha. Cái gì nhớ sau này có đọc sách gì đó, đọc Khương Tử Nha cũng biết, à đây là ông lá vọng. Phan Lan có nghĩa là Phan Nhạc đó. Phan Lan thở nợ còn sống tóc, lá vọng ngày nay đã bạc đầu. Cuồn cuộn việc đời thôi chẳng đói, vần ô gác núi nước trôi xuôi. Câu thì nghe nó hơi buồn. Cuồn cuộn việc đời thôi chẳng đói. Cái gần đây cái trên YouTube nó ghét nhau, đặt nhau người phụ nữ ta đặt cuồn cuộn, chứ cuồn cuộn đâu phải là đem nó chơi được. Chứ cuồn cuộn đây là coi như là nó từng lớp, nó cuồn cuộn nó qua rồi, nó sóng vào gió dạt nó qua rồi. Chứ còn mà nói chứ cuồn cuộn mà, giống như con mèo nó rừng được tháng 3 nó wow. Nó có hai con mèo. Tôi nói này hết rồi nha. Là tháng 3 nó hết rồi không có thể nữa nha. Hôm mà mùng mấy tháng 3 wow, làm gì đó. Cuồn cuộn nó la sùm rồi đó. Nó nói cuồn cuộn việc đời thôi chẳng đói. Chữ đói có nghĩa là nhìn lại. Cuồn cuộn việc đời thôi, cái việc mà trôi qua rồi mình không nhìn lại làm cái gì. Đây là tôi nói cho huynh đệ, cũng là tôi nói cho tôi, là thật sự ra nói dễ nhưng mà hành nó khó quá phải không? Nó đau quá mà, nó đớn quá mà, nó ê chề quá mà, nó tủi nhục quá mà. Sao không quay nhìn ra lại được? Nó ăn cướp của mình mà nó còn la làng nữa, ví dụ vậy sao mình im được? Bây giờ xin ra nói thì không chẳng đói thì khó lắm, nhưng bây giờ khó mình phải làm sao đây? Thôi các Phật tử cũng nghe lời tổ dạy đi, dầu là ngài là vua trần, ngài chưa phải là xuất gia nhưng mà cũng bậc 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 thánh rồi đó. Thôi đói làm gì nữa các vị. Bây giờ cái đại đa số của người Phật tử ở nước ngoài, 10 người điện than giảng với tôi hết 8 người, mà cứ tiếc nuối mấy cái của cải vật chất ở Việt Nam. Tiếc nuối cái của cải vật chất trước năm 75, cũng như tiếc nuối của cải vật chất trong những năm gần đây, nhờ em mình, cháu mình, bà con mình đứng tên để mua nhà, mua cửa rồi giờ thôi. Có người thì mất của trước khi đi qua nước ngoài. Có người qua nước ngoài rồi ráng làm lụng gửi tiền bạc về để tạo của cải vật chất. Và thêm cái một lần nữa bệnh đau khổ bệnh tật. Cho nên mình là người đệ tử Phật thì thôi, thì tôi có lời khuyên chân thành các vị cũng đừng quá tiếc nuối. Hãy nhớ lời Phật dạy đi, tài thuộc ngũ gia chung ngã hữu. Tiền bạc nó thuộc năm nhà, chứ thuộc nào của ta. Thân quy tứ đại bổn là không. Thân này rồi cuối cùng bốn đại này nó cũng trả về cho bốn đại, nó cũng là không thôi. Thôi,
Cái gì bỏ được bỏ đi quý vị. Tôi nói quý vị mà tôi đau lắm chứ không phải tôi vui mừng đâu. Bởi vì tôi biết con người Việt chúng ta, con người châu Á chúng ta, con người người Đông Nam Á chúng ta nó có cái truyền thống máu đỏ da vàng. Cái miệng thì nó ào ào vậy đó, chứ bỏ không được. Dẫn con, dẫn cái từ lên từ xuống cái chứ bỏ mới được. Nhưng bây giờ mình là đệ tử Phật, mình phải can đảm lên, can đảm lên. Dẫu rằng đau chân há miệng mà phải can đảm lên. Bởi vì cuồng cuộn sự đời thôi chẳng đói, dần ô gác núi, mặt trôi xuôi. Mà dần ô gác núi, nước trôi xuôi. Xin lỗi cái gì? Dầu có cuồn cuộn, có bao nhiêu việc đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng rồi, một khi mà ánh mặt trời mà gác lên đầu non đỉnh núi rồi đó, thì thôi, có còn thấy nữa chăng? Mặt trời sao núi, gác núi có nghĩa là chuẩn bị sao núi rồi. Thì có còn thấy nữa chăng? Rồi nước trôi xuôi, nước luôn xuôi dòng, cái nước bao giờ nghịch dòng đâu. Nước xuôi dòng nó trôi về biển cả. Bao giờ trở lại? Như vậy đã nhắc nhở chúng ta rằng thế việc đời nó luôn trôi qua, thở nào chúng ta khô trương. Thế lực, bạc lực, tiền tài, danh vọng. Nếu đến già thì báo hiệu cho chúng ta thấy dần dần nó tan mất. Nó sẽ tan mất. Bây giờ hôm nay mình học cái bệnh tướng già, tướng bệnh. Nô thứ, ủa? Bữa nay mình xin lỗi là học nô thứ tư hả? Nô thứ ba chứ. Mình vừa học kỳ kỳ qua đó là nô thứ hai. Tướng già, bữa nay nô thứ ba. Vậy mà tôi soạn bài tôi còn sai nữa, sai nữa. Nói thứ ba tướng bệnh, nghe coi thiền sư Trần Nhân Tông, ô Trần Thái Tông dạy sao đây. Nói thứ ba tướng bệnh, tuổi cao già yếu, tật ngấm cao quan, bốn chi mỏi mệt, mạch lạc khó thông, trăm đốt rã rời, lạnh nóng chẳng thuận, tính chân thường đã mất, nguồn điều sướng cũng sai, đứng ngồi khó khăn co rũi, đau khổ co rũi đau khổ co duỗi đó, mạng như ngọn đèn trước gió, thân như bọt nước trên ao. Nghĩa là cái tuổi già, nó là tuổi già thì già yếu, hay khác hơn mình nói thôi kiểu người miền Nam mà tuổi già lụm cụm. Có ai ông lụm cụm không? Có người nào tuổi già ông lụm cụm không? Bệnh đến cao hoang. Chứ cao hoang là báo hiệu của tuổi già trước hết đó là ở trong cái lồng ngực. Cái tuổi già mà bệnh mà nó đến thường là bệnh ở trong ngực trước. Ở trong lồng ngực thì có tim, gan, phèo, phổi không? Tàng hoa tâm tiêu. Rồi cái tuổi già thì đi khám bệnh thì chắc chắn là họ sẽ khám bệnh chính là ở bên trong. Coi coi gan có đầy đủ hoạt động không? Có tiết chế đầy đủ không? Bao tử có đau không? Có loét không? Phổi có vi trùng không? Có lao không? Tim mới có thông không? Cho nên như vậy mà cái tuổi già là cao hoang, đau cao hoang là bắt đầu nó ngấm ở trong cái cao hoang.
cho nên tuổi già lụm cụm bệnh đới cao quan, tay chân mỏi mệt mạch lạc khó thông, trăm lóng rã rời nóng lạnh chẳng thuận. Khi bệnh được phần nào nó cũng chống trái nhau trơn, hồi chưa bệnh thì còn phần này nó bên lần kia, tôi bệnh rồi nó chống trái nhau rồi. Tan mắt tánh chân thường, sai là nguồn điều sướng. Có người mà bệnh rồi đó, nó sai lạc hết, nó sai lạc cái tánh chân thường á, có nghĩa là nó rối loạn, nó không bình thường nữa. Bệnh một cái mà bệnh mà bệnh ít thì không nói gì, mà bệnh nhiều nó rối loạn. Bệnh ít đây mà nít bệnh nó bệnh nóng sốt rồi nằm nó la mớ mớ rùm bớ bớ, uống gì mình tạo quá nhiều rồi, tạo quá nhiều rồi, cái gì ơi. Hay quá, mấy này sao tôi giảng, tôi ngồi tôi nghiền ngẫm mà tôi nghiên cứu, tôi thấm thấm lắm. Để cho mình nghe cái mình bớt đi những cái ham muốn, những cái dục vọng, những cái đê hèn, những cái tiểu tiết của mình. Chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, trăm lóng rã rời, nóng lạnh điều thuận. Tôi nói về cái hiện tướng bên ngoài già vậy đó. Ngồi đứng khó khăn, co duỗi thì đau đớn thiệt. Rồi bản thân tôi nè, bây giờ tôi nói thành thật tôi nè, bây giờ tôi mượn tôi nè, tôi nghĩ các chị nghe, tôi ngồi dậy chứ bây giờ hồi đứng dậy nè, đó đứng dậy đây là phải dịnh cái dịnh dịnh dậy nè, dịnh dậy đứng dậy là đó, thấy chưa, đó có thấy mệt không? Đó là ý là tôi còn 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 sức đó, mà chỉ có cái thân tướng nó béo bổ thôi mà nó còn dậy đó. Chứ rồi mai mốt á, rồi mai mốt là 5 năm, 10 năm mà ngọn gió nào nó vô thường tới là tay chân gì đâu nó cứng đơ hết trơn, là coi như là ngồi dậy dậy mỗi lần đứng dậy trời đất ơi sao trần ai bây giờ dậy nữa mà phải đứng dậy phải dậy nè đó. Rồi cái giờ mà ngồi thiền một cái xong rồi đang đứng dậy liền là nó dọp bẻ liền. Cho nên cái con người mình thực sự là tay chân mỏi mệt, mạch lạc khó thông, tâm trăm lóng rã rời, nóng lạnh chẳng thuận nè. Sáng ngủ vậy nè, kéo kêu rồi thấy không, kêu rồi thấy không, kêu rồi, rồi xong rồi bóp từng ngón đó, 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 thấy chưa? Rõ ràng đây là học thực tế, đã thấy không? Đó là hai bàn tay, rồi bây giờ cánh tay nè, đó. Thôi trăm lóng rã rời mà nóng lạnh chẳng thuận, chống trái nhau. Có khi thì nó bằng cái tay này nó nóng hừng hừng hừng, ngược lại cái bả da thì nó lạnh. Cho vậy đó, trong cái thân mình vậy chứ đâu phải nó hợp nhau đâu. Trời ơi, chứ ngày hôm qua theo lẽ là bớt ho rồi mà làm chung với mấy chú thợ, thấy uống nước đá ngon quá, thấy trời hiu hiu gió mát, không lạnh quá và không nóng quá, bao giờ uống nước đá cho nó đã. Nóng quá thì cũng không dám uống nhiều, thấy mát mát thì đem qua mấy thầy trò uống uống rồi đó là coi như tối rồi, nó hoành hành cái thân. Cho nên có thân thì khổ lắm. Nói về đó là nói về thân bệnh, bây giờ nói về tâm nè. Lúc đó đó, cái lúc mà thân mà nó bệnh đó, thì tâm sinh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy hoa không lốm đốm. Trời ơi. Rồi tới chừng mà tâm bệnh một cái là vậy đó. Bây giờ cho nên tổ sư mới nói là nhất triêu ngọa tạc tại sàng đó. Nó nhất triêu ngọa tạc tại sàng đó. Chúng khổ quanh triền bức bách đó, thấy không? Đó. Một khi mà nằm bệnh liệt giường rồi, rồi là coi như là
các cái khổ nó dành nhau, bức nghẹt đó. Cho nên khi mà con người mình mà ngủ si tướng hiện, hay là cái phước nó hết rồi đó, rồi bây giờ các vị thấy khổ lắm, ngồi đó mà cứ thấy ma quỷ không à, nằm đó mà thấy ma quỷ nó hiện về, nó hiện ra đôi. Nên các vị nhớ, khổ ký ức hiện về khổ dữ lắm. Vậy mà cái ký ức nó hiện về đó, nó hiện về nó làm cho con người mình nó bối rối, nó rối bời. Nhớ tôi hát, tôi ngạo hoài cái đoạn kết của cái Tù Lan Cà Điệp á, quý vị nhớ không? Bạch thầy, con vẫn biết mình đức bạc, cho nên chốn niết bàn thì thăm thẳm mù sa, mà đường địa ngục thì thênh thang mở rộng. Không? Lúc đó là quỷ vô thường đó. Nhớ nhớ các vị nhớ cái đoạn đó không? Bạch thầy, là lúc mà cô Lan hả, cô Thanh Nhân Huệ quá, con vẫn biết mình đức bạc, cho nên chốn niết bàn thì thăm thẳm mù sa, mà đường địa ngục thì thênh thang rộng mở, xin thầy hãy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn vọng động, phạm giới cấm môn quy, mang điều vọng ngữ. Bạch thầy, con không phải là Vũ Khắc Điệp mà tên thật là Nguyễn Thị Lan, vì đức đoạn tơ lòng tìm vào đây mõ sớm chuông chiều, mong lãng quên nỗi khổ sầu của mối tình ly tan. Tình đã xa, tơ đã dứt từ lâu rồi, nhưng bóng trăng bao lượt khuyết đầy, mà sầu vẫn chưa nguôi. Nay con không còn sống được bao lâu, nên khúc nói xin bài tỏ cùng thầy, xin thầy cảm thương cho kẻ nặng sầu đau, mà cho lời tha thứ tội. Ở xa xôi người xưa có biết cho lòng, anh Điệp anh có hiểu nỗi khổ đau quằn nặng lòng Lan. Đã bắt đầu than giảng đã đợi cuối cùng. Con sắp giả biệt cuộc đời, nên nghe tiếng nói của ân sư mà lòng cứ ngỡ người xưa mới vừa trở lại kịp lúc kịp giờ gì đó. Con cũng muốn lãng quên tình xưa chôn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất đã vô tình khiêu lại nỗi lòng đau. Muốn muốn quên tình xưa, muốn chôn kỷ niệm, nhưng mà trời đất vô tình khiêu lại nỗi niềm đau. Ngoài kia trời lất phất, ngoài kia trời lất phất giọt mưa, cho con ghe nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu cũ. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa không trung. Khổ vậy đó. Đó thì đó là không phải mình nói vậy là mình nói cái gì, nhưng mà muốn nói cho quý vị nhớ là cuộc đời nó vậy đó. Cho tới cái giờ đó là gọi là tao tâm sinh bóng quỷ lâu nhôm, mắt thấy qua không lốm đốm là vậy đó.
hình hài gầy yếu ai là biển thước hay, mà dốc dáng CV ai là kẻ lưu nhân chữa khỏi. Cái này nhớ là hai cái vị, cái tên này hai cái tên nhưng mà là một người không chị, biển thước và lưu nhân là một. Bạn bè luống công thăm viếng, anh em uổng sức phù trì, bệnh nặng thì nhiều tháng chẳng lành, cảm soàn cũng hàng tuần chưa khỏi, tương bệnh người ấy mùa thu trong năm. Tướng bệnh là mùa thu trong năm, bị bốn tướng là sanh già bệnh chết là xuân hạ thu. Tướng bệnh là mùa thu trong năm. Tướng bệnh là mùa thu trong năm. Gặp lúc sương muối vừa rơi, tới kỳ cỏ cây đều héo, xum xê rừng rậm gió thu, một trận thấy lơ thơ, biên biết non xanh, giọt mốc mới xa thêm trơ trụi. Rừng rậm xung xê, một trận gió vàng đã lơ thơ, núi biết non xanh, mốc ngọc mới xa liền trơ trọi. Nghĩa là mùa thu thì có gió Tây. Mùa thu gió Tây thổi, mà gió Tây nó thổi mạnh lên làm cho cây lá trong rừng nó đều rụng hết. Mới khi nào thì người ta gọi là nước biếc non xanh ha, cây cối xanh tùm mới hồi lúc nào đó, nhưng mà giờ đây sương mốc vừa xa lá cây rơi rụng đó. Các vị thấy mới cách đây một tháng về trước á, thì khu vực của tôi ở là nó trơ cành hết trơn. Bây giờ nếu mà tôi lấy cái máy quay tôi quay cho các vị coi là cây cối bây giờ nó xanh nó ra cho cái chồi non rồi, yêu cầu 2-3 tuần nữa thôi là nó xanh bạc ngàn hết. Nhưng mà đây là các vị coi hen, rồi quay qua rồi quánh lại cái lựa hộ cái tôi than lạnh tới. Tôi than lạnh tới cái rồi cây nó trơ cành nó lại nữa. Bây giờ lạnh, bây giờ bữa nay sáng nay còn lạnh nè. Nhưng mà đều không có lạnh gắt. Lạnh bữa nay là ngoài 40 độ F. Có nghĩa là trên dưới 6-7 độ, độ C á. Nó không đến nổi. Chừng là âm độ C á thì cây cối nó mới chết. Tôi hy vọng bữa nay nữa, nay mai thì nó coi không đến nỗi lạnh lắm. Hiện bây giờ là 48 độ F. Ngày mai là lạnh thấp nhất là 45, nhưng mà ban ngày 60 mấy độ, có y như Đà Lạt. Nay mai là y như Đà Lạt. Ở đây bốn mùa rõ rệt, thưa quý vị, bốn mùa rõ rệt. Đây là cái ngày lựa hội, ngày nào quý vị cũng gặp tôi như vậy. Cái này tôi ngày nào tôi cũng thông báo khí hậu thế này, khí hậu thế kia, cái lựa hội đây các vị nghe nó, tôi nói lạnh nữa bây giờ. Ở đây bốn mùa rõ rệt luôn. Nó hồi mà đi vô chùa học, tôi thích cái bài mà tôi giảng, bài kinh nào tôi cũng đọc hết trơn. Cái bài của Tổ Quy Sơn, nhất triêu ngoại tạc tại sàng, chúng khổ quanh truyền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lỗ mang mang vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hối hoa, lâm khắc hoặc tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cụ, lâm hành quy quắc phả bố chương hoàng, học xuyên trước phi thích tâm tùy nghiệp, như nhân thụ trái kiền giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trị, vô thường sát quỷ, niệm niệm bất đình, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, nhân thiên tâm hữu ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi luận kiếp số. Bài này cứ đọc tới đọc lưu thấm, nó là một mai mà lỡ mình bình bệnh nằm liệt ở trên giường rồi đó, thì các cái khổ nó tranh nhau, nó bức bách, sớm tối lo nghĩ trong lòng dạ rối bời, đường trước thì mịt mờ chẳng biết về đâu, đường sau thì lo thối lui không được, đến đây mới tự ăn năn mới hối cải, thì khác nào đợi lúc khát nước mới đi đào giếng. Tự hận sớm chẳng lo tu, đến tuổi xế chiều nhiều điều tội lỗi, khi sắp ra đi thì sự sống tan rã nhanh chóng, nên sợ hãi kinh hoàng, giống như
lưới thủng chim bay, thân chết rồi thì tâm thức theo nghiệp mà thọ. Như kẻ thiếu nợ, ai mạnh theo trước, ai tạo nhiều nghiệp, nặng đâu rơi đó. Con quỷ vô thường giết người không ngừng trong mỗi niệm, mạng sống chẳng thể kéo dài, thời gian không thể đợi. Ba cõi trời người chưa thoát ra khỏi, thì cứ như vậy mà thọ thân mãi, kiếp này kiếp khác khỏi thể luận bàn. Hay vậy đó, hay quá, hay hay quá hay. Mình học mấy này rồi, cái giờ đọc lại hay thấm thế nè. Nhắc nhở mình từng giây từng phút. Tổ dạy mình nhắc nhở mình từng giây từng phút. Nhưng tại mình kính quý thương bằng cái lễ nghi, chứ không có kính quý thương Phật tổ bằng thiệt ở trong lòng. Ví dụ như cái lễ Phật đản này, xúm nhau làm lễ rần rần để tỏ tấm lòng gọi là Phật đản, chứ thật sự ra không có tấm lòng thương kính quý Phật thiệt, mà làm để kiếm tiền, để dụ khỉ thiên hạ, để làm cái tổ chức ta đây là coi như là uy tín tràn trề, ta đây là đăng cai, ta đây là thế này thế kia, chứ thật sự quý kính thiệt Phật thật, sự thật thiệt đó, mỗi năm tới lễ Phật đản á, ăn năn hối cải, thấy mình không có làm được như Phật dạy, mình gọi là mình buồn, mình thấy là thời gian nó qua gọi là vô thường sát quỷ niệm niệm bất định. Vậy mà tôi nói thật các huynh đệ, lễ Phật đản tôi không có tổ chức, tôi thấy mình có lỗi với Phật, mình đưa ông Phật mình lên mà mình không làm được cái hạnh như Phật, cái lời nói Phật mình không có tín nhiệm. Chứ nếu mình tín nhiệm hoàn toàn thì mình làm hoàn toàn rồi. Tổ chức xe chở Phật chạy ngời ngời làm gì? Làm đó là phô trương hình thức, nó hao tốn của bá gia bá tánh. Chân bông đầy hết trơn làm gì? 1-20 ngàn đô la. Bên Mỹ này có những cái lễ lễ mà Phật đản này chân bông không 1-20 ngàn đô la. Trong khi tôi nói thật các huynh đệ đây, tôi không nói giấu các huynh đệ. Tôi chuẩn bị gửi Việt Nam cho người ta nghèo, người ta chỉ cần cái giường người ta ngủ thôi. Là cái giường ngủ thôi, ta không có cái giường để ngủ. Cần 200 đô la để cho ta có mua được cái giường ta ngủ thôi là quý giá vô cùng. Và trong khi làm cái lễ Phật đản, cắm hoa, trang trí xe hoa chạy ngời 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 tốn mấy chục ngàn đô la. Mấy chục ngàn đô la nó biết rằng nghèo nó có cái số, cái nghiệp ta mình biết chứ. Nhưng mà cái lòng từ bi mình ở đâu? Lòng từ bi mình ở đâu mà không thương, không xót? Biết rằng nghèo nó có nghiệp của người nghèo, mà cái số kiếp của người ta nghèo, nhưng mà mình á, không phải nói như vậy mà mình bỏ người ta, mà mình phải có lòng từ bi để thương để xót. Tôi biết tôi nói vậy là nhiều người ghét tôi dữ lắm, nhưng mà thôi kệ, giờ này còn sợ ghét nhơ gì nữa. Nói như không giấu các gì. À, cứ mỗi tuần vậy, thứ năm mà 3 giờ đêm mà thức dậy rồi xong, sáng nay xong hết trơn bánh rồi đó, họ đi bỏ mối kiếm lời được mấy chục đồng mà nó mừng khôn xiết, mà chưa chắc người ta bán hết. Để mà mình mừng lời mấy mừng mấy chục đồng mà tôi gom gom 2-3 lần cái tôi giúp cho được một người nghèo mấy chục đồng mà tôi hưởng phần một 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 lần vậy là coi như là tôi bỏ ống 10 đồng. Một lần thì tôi bỏ 10 đồng, 2-3 lần thì tôi giúp được người nghèo, quý lắm. Thành ra giờ tôi cúng Phật là tôi cúng vậy đó. Giờ là tôi cúng Phật đó là tôi dâng cúng Phật. Chứ còn bây giờ tôi các vị đừng nói, ôi ông nói cho dữ, ông có cái chùa, xin lỗi à. Giờ hai cái nhà tôi ráp vô lớn hơn cái chùa nhỏ ở Cali à. Mấy chùa Cali mà cả Cali mà ráp vô chưa chắc thì bự bằng hai nhà tôi đây á. Bây giờ quý vị coi cái mảnh đất tôi trồng á, tính ra bề ngang 5 mét, bề dài nó 15 mét thôi. Rồi gần một công đất rồi, đó là tôi trồng có mảnh đất thôi đó. Rồi còn nguyên cái đường đi này nữa nè. Nếu tôi tháo ra tôi làm đàng hoàng xin lỗi à, chùa tôi phải nhỏ đâu à.
nhưng mà tôi không làm. Giờ tôi biết là tôi cúng Phật cái kiểu đó đó, ai bằng lòng cái này xin hoan hỷ với tôi nói thành nói thật, từ trước tới sau vẫn giữ lập trường ý chí này, chứ không phải bây giờ tôi mới nói. Ai bằng lòng cúng Phật kiểu của tôi như vậy đó. Bây giờ cái lễ Phật đản này năm nay nó rơi toàn là ngày chủ nhật thứ bảy hết, vì vậy mà ta đua nhau ta làm từ tháng 3 tới tháng 5, rồi tháng 3 tới tháng 5, bây giờ nó trở thành mùa Phật đản chứ không còn ngày Phật đản. Từng lễ Phật đản nó một mùa Phật đản. Trong mùa Phật đản này các vị lựa cái ngày nào đó các vị ăn chay, cái ngày đó quyết chí ăn chay để khởi cái lòng từ bi, không sát hại chúng sanh, không sân si cấu xé với tình làng nghĩa xóm, không chửi bới đánh đập vợ con, không đi nhậu nhẹt với bạn bè. Quyết định ngày đó giống như mình rửa ruột mình rửa thân tâm mình. Rồi bây giờ cái mùa Phật đản này chùa nào cũng làm, từng lễ nào cũng làm, thôi bây giờ mình đi không biết đi chùa nào, thôi giờ mình ở nhà, thay vì mình đi mỗi chùa mình cúng 100.000 chẳng hạn, thì bây giờ bốn tầng Phật đản thôi mình để 400 đó, mình sắm 2 phần quà, không là sắm 1 phần cũng được, coi người nào tàn tật, người nào già nua, người nào mà coi như neo đơn vất vả cơ nhỡ, mình mang tới đó mình trân trọng mình biếu cho họ, đó là cúng dường Phật đản đó, đó là cúng dường Phật đản đó. Không cần đi chùa mới cúng dường Phật đản. Phật đã khẳng định rồi, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Vì người ta mê, vì người ta muội, vì người ta lầm say mê lầm lạc, cho nên cái kiếp này người ta sanh ra người ta khổ, tuổi già mà khổ đau nằm đó mà chết không được, sống không xong. Bây giờ mình là người con Phật, mình phải hiện cái lòng từ bi của đạo Phật, cái hỷ xả của đạo Phật, của Đức Phật tứ vô lượng tâm. Bây giờ ngày Phật đản này, mùa Phật đản này, ngoài cái chuyện con ăn chay một ngày nào đó để con cúng dường Phật, con nhớ Phật, nhớ Phật của chính con, rồi con thể hiện thay vì con buôn con bán ngày gì đó con để dành, thay vì con đi mỗi chùa con cúng 100.000 200.000, bây giờ con xin gom lại thử lần này con không đi cúng chùa nào hết á, con để tiền đó con sắm những phần quà ngon, phần quà tốt, con đi tới cái địa phương con, cái chỗ nghèo, người mà nghèo mà đang nằm mà trông đợi có cái người nào đó để tới thăm đó, có gì làm thử vậy coi, coi có Phật nào quở, Phật nào trách, Phật nào rầy quý vị không? Tôi nói đây là tôi nói nó đau lắm mà tôi phải nói, tôi thống thiết lắm mà phải nói. Nói chấp nhận, nói hy sinh, nói một mình, nói mà chấp nhận phải chịu sự cô độc. Chứ chưa chắc gì Phật tử trong này nghe những điều tôi nói về mà chấp nhận bằng lòng hết đâu. Phải đi cúng Phật chứ, Phật là phước điền đệ nhất mà. Đành rằng Phật là phước điền đệ nhất. Nhưng bây giờ Phật không còn trụ thế gian bằng xương bằng thịt nữa, thì cái Phật bằng xương bằng thịt đó là chúng sanh, là những người cùng khổ. Bởi vì những người cùng khổ đó trong tâm họ cũng có Phật, nhưng mà vì ông Phật của họ bị lấp vùi, cho nên họ mới tạo ra những cái nghiệp quan trái để đời này họ sanh lên, họ khổ sầu, họ đau đớn, họ chịu đựng. Thì bây giờ tại sao mình không đến đó mình an ủi ông Phật đó đó, mình nhớ Phật, nhớ cái công dạy của Phật để mình nuôi dưỡng Phật, Phật đó đó. Đại năng lễ Phật đản này tôi không hề kêu gọi, không hề làm từ thiện, tôi làm rồi, tôi cúng dường Phật rồi, chứ không phải chờ tới lễ Phật đản này tôi mới cúng dường.
Nhưng mà cá nhân của các Phật tử bây giờ, nếu những ai là quyến thuộc của thầy, hãy tập như vậy đó. Ai bằng lòng, ai hoan hỷ thật sự cái lời tôi khuyên như vậy đó, quý vị comment vô đi. Tôi bắt chước mấy anh làm YouTube đó, ai bằng lòng góp ý comment vô đi. Cho số 1 gì đó. Tôi thì không cần số 1, số 2 gì đó. Ai bằng lòng hoan hỷ, tội nghiệp. Có những người họ họ đi chùa mà họ không bao giờ dám mở miệng là nói nghe pháp với ông thầy Thiện Tài, tội họ dữ lắm. Thứ nhất mà nói tôm thầy Thiện Tài ra thì họ tuôn ra, họ sừng sỏ, họ nói xấu để cho Phật tử bất mãn. Thứ hai là họ đuổi ra khỏi chùa, thương lắm. Nhưng cuộc đời này các vị nên nhớ nghe, biển cả mênh mông thì chứ không có chứa tử thi. Từ từ nó đánh dạt vào bờ hết rồi. Bây giờ các vị đừng có hăng máu quá. Một khi mà người trí thức, người thiện trí mà họ bỏ hết thì các vị sẽ biết là các vị sẽ đi về đâu. Tuy rằng á, mình dụ khị được những cái người nhẹ dạ cả tin, nhưng mà sự thật á, nó chỉ là bóng câu qua cửa sổ. Còn cái người trí thức á, mới giữ gìn được cái tâm linh, cái đạo pháp mà bây giờ người ta không không chịu đựng nổi nữa, người ta từ từ ta buông xuôi hết thì các vị sẽ biết đi về đâu. Học nữa không ta? Còn bài kệ học nữa không ha? Tới đây nghỉ vừa ha. Bài kệ là bài kệ thứ ba đó, bài kệ của núi 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 Bệnh đó. Âm dương khiên đức bản tương nhân, biến tác tai trưng cặp thế nhân. Đại để hữu thân phương hữu bệnh, nhược hoàng vô bệnh diệt vô thân. Linh đan mạng thác trường sinh thật, lương sinh thuật lương dược năng linh bất tử xuân. Tạo nguyện viễn ly ma cảnh giới, hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên chân. Trong tất cả các bài thì dường như cái bài này đó là sư ông Thanh Kiếm và sư ông Thanh Từ dịch nhau, dịch 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 dịch, dịch nghĩa ra nó giống nhau từng chữ. Sư ông Thanh Kiếm đó thì dịch cái bài này đó thì nó chỉ có khác một hai chữ với sư ông Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ, mà sư ông Thanh Từ cũng khác một vài chữ thôi à. Ví dụ sư ông Thanh Kiếm dịch là âm dương hỏa phúc vốn xoay vần, gieo rắc tai ương tới thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh, nhược bằng không bệnh cũng không thân. Sư ông Thanh Từ dịch là âm vương trái vận vốn xoay vần, trái vận thì sư ông Kiếm này gọi là hỏa phúc đó, gieo rắc tai ương tới thế nhân, giống nhau nè. Cái người thì dịch tới, người thì dịch đến, thì cái chữ này giữa miền Bắc với miền Nam thôi không sao. Đại để có thân thì có bệnh, nhược bằng không bệnh cũng không thân. Thì hai sư ông kia thì cũng đại để có thân thì có bệnh, sư ông Thanh Từ thì ví bằng không bệnh cũng không thân, còn sư ông Thanh Kiếm thì nhược bằng không bệnh cũng không thân. Thuốc tiên nào thấy ai còn mãi, lương dược xem ra cũng hết sưng. Sư ông Thanh Từ dịch là linh đơn chớ cậy trường sanh thực, lương dược khó mong được sống bền. Thì cái thuốc tiên, linh đơn là thuốc tiên, thì dịch ra hai sư ông dịch, thành ra tôi thấy hai cái bản dịch này tôi đều hoan hỷ, coi như vui, hết sức vui. À, lương thuốc tiên nào thấy ai còn mãi, lương dược xem ra cũng hết sưng. Sư ông Thanh Từ dịch là linh đơn chớ cậy trường sanh thực, lương dược khó mong được sống bền. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chơn. Còn sư ông Thanh Kiếm thì dịch là sớm nguyện lánh xa ma cảnh giới, quay về tâm đạo dưỡng thiên chơn. Hai sư ông dịch cái bài tất cả về pháp, cái bản pháp luật chỉ có cái bài này là hai sư ông dịch đương nhiên là hoàn toàn là giống nhau. Thôi nói nhiêu được rồi, phân tích cái bài này để kỳ sau gá vô chút nữa để có cái lý để nói ha, để từ cái lý bệnh mà chuyển qua lý chết ha.
Cảm ơn quý vị lắng nghe. Chúc quý vị mùa Phật đản luôn thể hiện mình là người con Phật, sống với cái tâm từ bi hỷ xả, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh, đó là thị danh Đức Phật xuất thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.